Bộ Giao thông Vận tải đã trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Bộ đang tiếp tục cấp rút hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để phấn đấu trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong kỳ họp vào tháng 10 sắp tới. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có chiều dài 1.541 km được đề xuất đầu tư với quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, 1 m 4 điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km h Theo tính toán hiện nay, tổng mức đầu tư dự án khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội, đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh có 23 ga khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tập trung nguồn lực khởi công dự án thành phần Hà Nội, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 642 km và khoảng cuối năm 2027, khởi công đoạn Vinh Nha Trang dài khoảng 899 km trước năm 2030, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến năm 2035.